Mình phải phải tính cho ảnh đi theo. Mình đi theo cho nó đỡ mưa. Đi theo cho nó mưa không chịu. Dạ. Này giao về lon Mỹ chào ông nha. Đây chú này. Lên con. Anh Hùi lên giùm em anh. Anh thôi. Đúng rồi không anh đẩy đít lại đi, bỏ đít ra. Nghĩ đi chú đít. Siêu lực. Rồi mở con này luôn anh. Cái này sẽ không có nắp đẩy hả? Lạnh không? Đâu là trời ơi. Nhắm gì? Cho nó mát. Đẩy nó hầm sao? Khi lô vô là hả? Vô luôn à. Trời ơi. Đi hoàng chứ. Lên TV luôn. Siêu lực mà. Thằng cô bò bê đứt muốn. Về nhà nó đỡ mai. Dạ. Cảm ơn chú nha, trời mưa mà rất là nhiệt tình. Về mau mau lớn con. Về chậm chậm khoan hả sổ buổi nha chú. Vài tháng này hả sổ nha. Chưa chọn được ha. Chưa. Mày 3 tháng chọn được ha. Ừ, chọn 3 tháng nè. Đi. Về chút anh xem. Rồi có đây luôn anh ơi. Trời mưa bay đẹp. Bỏ con nữa. Đi. Con này cũng được, con da mỏng kia cũng được, con bắt con nào cũng được. Thôi thích con nào bắt con đó. Chúng ta coi trong này da mỏng hơn nè. Bỏ đít lên, bỏ đít lên, ở dưới đít bỏ lên. Ở dưới đít. Vậy đó. Rồi chú nuôi mau lớn nha. Rồi trại bò giống Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay trại bò có gì cái lô này là 6 con bò lỡ nha. Một cặp kem lỡ và 4 con ba bê lỡ. Bò này nằm 11 tháng tuổi nha. 11 12 tháng tuổi giáp tơ tâu rồi. Rất là cứng bò nha. Đây một cặp kem. Đòn lại dài xương sóc rất là lớn nha. Đây tới 4 con bò bi. 4 bò bi lỡ này cứng bò nha, rất là lực. 27 triệu một con nha. Lô này 6 con đồng giá 27 triệu, nằm bò nằm 10 tháng 11 tháng tuổi nha. Lớn bò lắm. Đây 4 bò bi này, 27 triệu một con. Đòn dài hết cứng. 4 con 3B và 2 con kem là 6 con đồng giá 27 triệu. Cô chú anh chị nào cần liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long. Chân bóng bắt lại. Còn lô bên đây 10 con nha, 10 con này nằm 24 triệu. Cũng 3B nữa nhưng mà nó nằm khoảng 8 tháng mấy 9 tháng tuổi nha. Đây mình lại 4 con 3B bự nha. Vì cất ở đâu mà có 6 con bò lỡ nè. Nằm 27 triệu con nè. 11, 12 tháng tuổi có con này 10 tháng nè cặp kem. Đây có một mẹ một con được 3B nữa nha. Mẹ con được 3B này 40 triệu nè. Mẹ Pháp chẳng nhất bò nghe đẻ lứa đầu tiên con được 3B nè. Mẹ con 40 triệu. Được 3B này được 3 tháng tuổi nha. Chẳng mình quay luôn cô chú anh chị nào cần mua bò cái sinh sản bao loại 100% nha. Được qua bên 3 tháng tuổi rồi. Bò mẹ đang lên giống luôn. Bò mẹ sát tặng lớn nha. Có gúng luôn nha. Chân móng là chân móng sò đẹp. Bò mẹ cao 1m3 mấy nha. Mẹ con này 40 triệu.
được bê đỡ. Sáng quay cho cô chú chị nào cần bò cái sinh sản thì mình mua luôn. Còn quay lại 6 con bò lỡ nha, một cặp kem và nè 4 con ba bê đồng giá là 27 triệu con. Rồi chúc cho bà con chăn nuôi thành công nha. Lô bò này rất là rẻ luôn, bò bự bự 27 triệu một con. Còn bên đây nằm 24 triệu rồi.